Trời ơi, có mỗi dán cái logo mà dán cũng không xong, dính hai đầu vậy làm sao mà sử dụng được nữa. Nè, bóc từng đầu ra một đó, rồi dán vào, xong rồi đó. Đơn giản như vậy thôi mà làm hoài cũng không xong. Tôi không hiểu cô còn làm được cái trò gì nữa. Âm anh nè. Dạ. Từ giờ tập trung vào làm việc của mình cho tốt đi, rồi hãy giúp người khác, rõ chưa? Đúng là tâm thần phân liệt, lúc này lúc khác, ai mà hiểu được. Hello. Ủa, sao hôm nay về sớm vậy? Tập xong thì về thôi, ở lại làm gì? Tay bà đỡ chưa? Cần tôi đưa đi khám không? Thôi đi, bị có chút xíu à, khám gì khám. Ý, quên nữa. Lại đây, lại đây, kể chuyện này cho nghe nè, động trời lắm luôn á. Lại thằng cha khùng khùng của công ty bà gì? No, no, chuyện của Nam Phong. À, Nam Phong à? Lại đây, lại đây. Có chuyện gì đấy? Tên tên Nam Phong dán logo cho tôi đó, ngạc nhiên chưa? Mọi khi hắn ghét bà lắm cơ mà, sao tự nhiên hôm nay lại dán logo? Bởi vậy mới nói là động trời. Hắn bị tâm thần phân liệt mà, nên làm gì ai mà biết. Mà thiệt ra thì cũng có tốt lành gì đâu, tại chẳng qua là sợ tôi làm dơ mấy món mỹ phẩm đắt tiền đó thôi, mới giúp tôi dán lại đó chứ. À, thế à? Thôi, tôi lên lấy đồ đi tắm nhá. Ủa, sao chưa đi thay đồ nữa? Wow, giày mới hả? Rất đẹp và hợp với dáng em. Mời quý cô xinh đẹp lên xe. Cảm ơn anh tài xế nha. Từ nay em cho phép anh được đón đưa em đi mỗi ngày nha. Anh rảnh thế à? Nếu mà không vậy thì làm sao để anh gặp em được chứ? Sáng em bận, trưa em bận, tối em cũng bận, cuối tuần em cũng bận. Anh không làm tài xế cho em á thì không có cách nào để anh gặp em hết. Sao hôm nay trời đẹp thế nhở? Trời thì lúc nào mà chẳng đẹp. À, tối nay em rảnh không? Mình đi ăn hải sản nha. Thôi, tối muộn em không ăn nhiều đạm đâu. À, vậy thôi mình ăn nhẹ rồi đi bar nha. Không, em không thích. Vậy chứ em thích gì? Hay là mình đi dạo công viên đi. Hả? Cái gì? Đi dạo công viên? Từ bao giờ mà em lại có ý tưởng đi dạo công viên vậy? Đi dạo công viên thì có gì mà kỳ quặc à? Không kỳ quặc với người khác, nhưng mà kỳ quặc với em. Từ khi nào mà nữ hoàng tiệc tùng lại thích đi dạo công viên vậy? Có làm sao không? Em thích như vậy đó, anh không thích gì thôi. Ờ, em sao vậy? Anh có nói anh không thích em đâu chứ. Em nghĩ lại rồi, em thấy em với anh ấy không hợp nhau đâu. Ờ, tại sao vậy? Anh thử nghĩ mà xem, anh có hiểu em được chút nào không? Anh có quan tâm xem là em vui hay em buồn, em đang nghĩ gì, em đang cần gì, em muốn làm gì không? Hay là anh chỉ muốn quen em để có người đi chơi cùng thôi? Em sao vậy? Sao tự nhiên em lại nổi nóng với anh?
Em xuống đây. Hà Linh, Hà Linh. Nam Phong. Tình yêu đích thực là gì? Là khi bà yêu người đó, bà sẽ luôn cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh họ. Bà sẽ cảm thấy nhớ nhung nè, và muốn gặp người đó cho dù là mới gặp hôm qua thôi. Bà sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện luôn, cho dù là những chuyện đó bà chưa bao giờ làm. Tại sao mình không bao giờ nhận ra là bầu trời lại đẹp như vậy nhỉ? Sao? Em nói cái gì? À, không có gì ạ. Nam Phong. Chị đi đôi này, chân chị sẽ bị đau đó à. Chị có muốn đổi một đôi khác không ạ? Chắc là không sao đâu. Tại vì chị đã thích rồi, là chị phải có bằng được. Đau quá. Đôi giày này thực sự không phù hợp với mình rồi. Wow, cô gái xinh đẹp tới rồi. Cùng tay cái nào. À, nào nào. Chào anh. Hey, cô làm sao mà trông mệt mỏi hả? Mà chân cẳng làm sao mà đi cà nhắc như này? Tôi không sao. Chỉ là đôi giày này hơi chặt chút thôi. Cô làm tôi lo quá đi à? Kể cũng lạ. Phụ nữ các cô thấy giày chật mà cứ đi làm gì cho đau chân. Sao không kiếm một đôi nào vừa vặn đi cho thoải mái? Lạ thế nhỉ? Cảm ơn anh đã quan tâm tôi. Thôi anh đi làm đi, kẻo muộn. Bye. Xin phép anh. Anh Minh Huy này. Lần trước anh nói sẽ trả nợ tôi gấp 7 lần đúng không? Đúng rồi, quân tử ấy, nhất ngôn. Vậy thì bây giờ tôi muốn nhờ anh giúp tôi một việc. Ok thôi, nhưng mà việc gì mới được chứ? Tôi không muốn mang đôi giày mà không vừa với mình nữa. Anh có thể giúp tôi vứt nó đi được không? Hả? Đôi giày này còn mới mà. Sao cô lại muốn vứt nó đi? Hôm nay nhìn sếp có vẻ sao sao nhỉ? Mai, này vô ghế không bị chửi. Đúng rồi đó. Mọi người chú ý, mọi người chú ý. Hôm nay tam làm mọi người nên đi về luôn vì chắc chắn là sẽ có bão. Sao vậy? Cô bị khùng hả?
ngoài trời nắng 39 độ, bão tố phong ba gì, tàu lao. Thế anh không thấy nãy giờ thái độ của anh ta hiền lành dịu dàng một cách bất bình thường à? Chắc chắn là hôm nay sẽ có mưa to, gió lớn, thậm chí là bão cấp 12 luôn. Wow, cô xào gần bằng tôi rồi đấy. Khó cũng kêu, dễ cũng kêu. Thế phải sống như nào mới vừa lòng các cô. Anh Huy à, em nói thiệt nha, em thấy anh dạo này bắt đầu lộ rồi đó. Hả? Lộ gì cơ? Nhưng mà không sao, dù sao đi nữa thì em vẫn sẽ ủng hộ anh mà. Tụi em á là những hồ nữ kỳ cựu. Em thấy anh á với sếp Phong có tướng phu thê lắm á. Gì cơ? Anh nói thật nhá, anh mà công ấy thì trên đời này chả có nay thẳng đâu. Này cô em, cô em có muốn thử không? Thôi. Có cô nữa. Có muốn trách không? Hả? Em xin lỗi anh. Sao hôm nay anh ta dễ chịu quá ta? Ước gì ngày nào cũng được vậy. Này cô trợ lý. Dạ sếp. Tại sao cô lại sợ anh ta như vậy hả anh Bêu? Kệ tôi, tránh ra chỗ khác đi. Tôi đang viết bản báo cáo nè. Nè gì? Cô có thích đi biển không? Hỏi anh chị. Tôi đang bàn bạc công việc mà. Vừa rồi sếp trả chốt chủ đề số đặc biệt là ở biển rồi còn gì nữa. Nhưng mà cũng có liên quan đến tôi đâu. Tôi chỉ là trợ lý thôi, cũng đâu có đóng góp được idea gì đâu. Tóm lại là cô có thích đi biển hay không, bây giờ cô chỉ cần trả lời là có hay không. Việc gì cứ phải khó khăn với nhau thế nhở? Thôi, dẹp hết đi. Không anh em gì nữa hết. Dẹp hết đi. Nè. Anh định bày trò gì đúng không? Hả? Hôm nay anh thấy sếp không chửi rủa tôi nên cảm thấy không hài lòng, rồi anh định phá tôi, không làm được bản báo cáo để cho anh ta chửi tôi chứ gì. Thì ra là như vậy. Đồ xấu xa. Annabelle. Đáng nhẽ cô nên đi làm giám đốc sáng tạo mới đúng. Idea bá đạo như thế mà cũng nghĩ ra được. Bái phục. Mọi người chú ý nè. Hả? Có một tin vui dành cho mọi người đây. Tôi vừa nói chuyện với một người bạn đang làm quản lý một resort 5 sao ở Mũi Né. Bên họ đã đồng ý tài trợ cho chúng ta việc sản xuất một bộ hình thời trang ở đó. Wow. Mũi Né đẹp siêu cấp vô địch vạn người mê. Duyệt 1000 like cho Mũi Né. Còn kế hoạch đi Vũng Tàu chúng ta vừa chốt lúc nãy thì sao? Bỏ, chúng ta sẽ đi Mũi Né. Nhưng mà như thế thì có xa quá không ạ? Em thấy biển ở đâu mà chả như nhau. Nếu mà nói như cô thì chúng ta cần gì phải đi du lịch nữa, ở nhà xem hình là được rồi, đúng không? Chili. Mọi người không cần phải bàn cãi nữa. Tôi đã quyết định như vậy rồi. Việc cần làm bây giờ là đi check bối cảnh và lên kênh sếp chụp hình. Đây sẽ là điểm nhấn cho số đặc biệt và là bộ hình thời trang hoành tráng nhất của Hermos từ trước tới nay. Chị Hà Đỗ. Có tôi. Chị lên kế hoạch check bối cảnh cho tôi đi. Ok. Mới dễ chịu một chút, giờ lại hiện nguyên hình. Đúng là tâm thần phân liệt. Tất cả chú ý, theo thông tin bên đài khí tượng thông báo, hôm nay sẽ không có báo nữa, mà thay vào đó là một trận cuồng phong. Mọi người, vậy là cả đội thời trang chúng ta sẽ được đi Mũi Né à? Sướng thế, em chưa được đi Mũi Né bao giờ. Em muốn được đi không? Hả? Chị cho em vào team thời trang, dù gì cũng đang thiếu người đó. Yeah, em cảm ơn chị. Hả? Thế là mình thích đi biển à? Sau này còn nhiều dịp, đi cùng nhau nhiều nhá. Ý chị là cả phòng mình đi với nhau á? Rồi, đúng là cái đồ chậm hiểu. Anh nhớ nhiệm vụ tối nay nhá. Hẹn gặp anh ở chỗ hẹn. Có chắc không? Vứt đôi giày á? Thực ra không phải là đôi giày mà là một người. Hả? Một người là sao?
rốt cuộc dây hai người. Hại nào quá. Tôi muốn cắt đứt quan hệ với một người không hợp với mình. Tôi muốn nhờ anh đóng giả làm chồng sắp cưới của tôi, có được không? Sài Gòn tới mùa mưa nữa rồi đó. Ghét nhất là trời mưa luôn. Tóc thế nào cũng xù lên nữa cho coi. Quá. Con sợ quá mẹ ơi. Anh đừng nhìn quá hướng đó, nhìn ở phía đằng trước đi. Bình tĩnh lại, mấy người đó không có sao hết á. Anh bình tĩnh lại đi. Trà đào đây ngon phết. Cô gái xinh đẹp, cô không uống à? Tôi không khác. Thế để tôi ủng hộ cô nhé.
sao vậy? Không có sao không? Sao chị đến được đây? Ở đi, coi như anh chưa nghe tôi nói gì đi. Tôi bị điên rồi nên mới nhờ anh đó. Chứ tôi biết mà, đời nào anh đi làm cái việc này đúng không? Bye. Năm không về ăn nhanh lên, còn uống thuốc nữa.